Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Quang âm thiên và khoa học. Khoa học vốn không hiện hữu, bởi vì mình gọi nó là khoa học nên nó là khoa học. Hỏi: Phật giáo nói thủy tổ của loài người từ quang âm thiên tới, điều này phải chăng là mâu thuẫn với lý luận của khoa học? Ví như khoa học có thuyết tiến hóa, nói rằng con người biến hóa từ trạng thái vi sinh vật tối sơ, trải qua không biết bao nhiêu ức triệu kiếp, từ từ tiến hóa, cuối cùng mới biến thành khỉ, rồi sau đó biến thành người. Điều này hợp với Phật lý chăng? Đáp: Con người từ quang âm thiên tới, song không phải từ 7 ức triệu năm trước đâu, có lẽ cả 7 ức ức triệu năm trước họ đã hiện hữu ở đây rồi. Các vị trời ở quang âm thiên tới nhân gian không phải kẻ hoàn thiện gì, mà họ đã mất trí huệ rồi. Vì sao? Thì cũng giống như khi mình đầu thai thác sanh vậy. Lúc ban sơ, khi thế giới chưa có nhân loại, chưa được khai hóa, toàn là hỗn độn như cái trứng gà vậy. Các vị trời bay tới thế giới này đông như ruồi, nghĩ rằng ở đây có đồ ăn ngon lành lắm. Các vị ấy từ quang âm thiên xuống, có lẽ đã du hành một thời gian rất lâu mới tới được địa cầu, hệt như hỏa tiễn phóng lên không gian, bay vào quỹ đạo, trải qua thời gian nhiều năm mới tới đây. Các vị trời tới địa cầu chẳng có mục đích gì đặc biệt. Các vị ấy du hành rồi lạc mất phương hướng, nên tới địa cầu hốt hoảng cả lên. Sau khi tới địa cầu thì họ không còn thông minh như khi ở trên trời nữa. Họ chỉ còn lại một thứ tánh giác chi mà thôi, không như lúc còn ở trên cõi trời. Cũng giống như con người vốn thông minh, nhưng khi chết rồi đầu thai ra thành con nít thì quên hết chuyện quá khứ. Cũng giống như người bị đụng xe hôn mê bất tỉnh, chẳng còn chi giác việc gì cả. Tuy nói rằng họ từ quang âm thiên xuống, song họ đã dần già mất hết đức tính và trí huệ sẵn có, chỉ còn lại một chút xíu tính giác chi mà thôi. Tuy là từ trời xuống, song chỉ còn một số ít thôi, không ai biết là bao nhiêu, không có lịch sử để tra khảo, thời gian cũng quá lâu xa nên không cách gì kiểm chứng được. Điều mình gọi là khoa học thì cũng không có gì là khoa học, đây chỉ là một danh từ, mình đặt tên nó là khoa học. Kỳ thật nó chỉ là một thứ lý luận, lý tánh, lý luận ấy viên mãn hay chăng, phải dựa vào kiến giải và năng lực hiểu biết của các bạn. Nhiều vị hiểu rộng lắm, song kẻ khác thì chưa học qua khoa học, không hiểu khoa học là gì. Phải chăng kẻ chưa học qua khoa học thì chẳng có khả năng lý luận? Không phải. Bất luận là học hay không, tự tánh mỗi người đều có khả năng lý luận. Chớ nói rằng học qua khoa học thì mới có khoa học, hiểu khoa học. Chưa học qua khoa học thì không có khoa học, tức là không hiểu khoa học. Cũng giống như Phật tánh, ai ai cũng sẵn có. Khoa học chỉ là một bộ phận nhỏ nơi Phật tính, nó không phải là một lý luận hoàn hảo nhất. Bạn nói rằng người ta nghiên cứu khoa học như thế đó, và viết ra luận án như thế đó, kỳ thật đó chỉ là một sự điên đảo chấp trước của con người, giống như gắn một cái đầu lên trên đầu mình, làm việc chấp trước, vô ích, ngược đời. Không có việc gì cần mà cố tìm việc lăng xăng bận rộn tìm kiếm mãi thì chẳng tìm ra ất giác gì cả. Dù là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu mãi, họ chẳng thể tới được chân chính kết luận. Con người ta quá chấp trước vào khoa học, cho rằng nó là hay nhất, kỳ thật mọi thứ đều có sẵn trong tự tính của ta, không cần mình hướng ngoại tìm kiếm. Khi bạn tìm bên ngoài, bạn sẽ mãi mãi chẳng tìm ra. Bạn nói tìm ra nó rồi, đúng là thứ thật, song nó chỉ là đồ giả mà thôi, bởi vì cái chân thật thì không thể tìm ra hay nói đến. Khoa học vốn không hiện hữu, không có thực thể, bởi vì mình đặt tên nó là khoa học, nên gọi là khoa học. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 28 tháng 11 năm 1982. Ha ha ha, 闻三摩地所。